Thời gian qua thì tình trạng livestream quảng cáo tràn lan bán thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng xã hội đã nhiều lần được phản ánh. Nhưng vấn nạn này vẫn diễn biến phức tạp do việc bán thuốc online hiện nay chưa được quy định cụ thể. Theo các chuyên gia, việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược được kỳ vọng sẽ giúp quản lý và giảm thiểu rủi ro tác động đến đời sống của người dân. Hiện Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 8. Morphine được Bộ Y tế quản lý chặt chẽ trong việc cung cấp, mua bán và sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh. Thế nhưng, việc mua loại thuốc này trên mạng lại dễ như mua rau. Mình tầm ra hàng tiết kiệm với bạn, mà 10 ống thì tính ra lẻ nó hơi cao. Bạn mua tầm 20 ống đi, thì mình để cho bạn giá 50. Viên thì mình không phải lẻ mấy đâu bạn. Một hộp nó có 21 viên, ấy, thì 65.000 một viên. Nan giải nhất vẫn là tình trạng người dân nhẹ dạ cả tin mua thuốc y học cổ truyền qua live stream quảng cáo trên mạng. Không ít người phải nhập viện vì uống phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Trên mạng là quảng cáo là uống là không khỏi bệnh, là hoàn tiền 100%. Thế ông nghe thấy vậy là ông ý ghi số điện thoại xong là ông điện, xong là ông mua, xong là về nhà thì ông uống. Vấn đề dùng thuốc không được kiểm soát, trong đó cho rất nhiều thành phần độc hại đã gây ra rất nhiều trường hợp ngộ độc, bệnh nhân phải cấp cứu hồi sức và thậm chí có nhiều trường hợp đã tử vong. Mua qua tay, mua qua người khác, mua trên mạng hoặc là kể bệnh qua điện thoại thực sự rất là nguy hiểm. Sau nhiều năm triển khai thi hành, luật dược 2016 đã bộc lộ những bất cập và khoảng trống do một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Theo các chuyên gia, hoạt động kinh doanh trực tuyến thuốc, dược phẩm phải được quản lý chặt chẽ với những quy định cụ thể rõ ràng hơn. Quảng cáo để bán hàng ở trên mạng là một xu hướng tất yếu của xã hội nói chung mà mình không cấm được. Và tôi hy vọng rằng với cái luật dược sửa đổi bây giờ, hoạt động quảng cáo đó và phát triển một cách đúng này, chuẩn mực này và có thể là bền vững, tạo điều kiện cho nhân dân sử dụng các cái loại thuốc tốt, nó đúng, không bị mất tiền mà lại bị tăng thêm bệnh. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược nêu rõ các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược được phép kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử thông qua website, ứng dụng bán hàng cài đặt trên thiết bị điện tử của cơ sở, sàn giao dịch điện tử được cấp phép của ngành công thương, nhưng không được bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, livestream trực tuyến. Thương mại điện tử ấy, anh quảng cáo cho đúng, còn bán ấy phải có địa chỉ, phải có cửa hàng thuốc, rồi phải có người chịu trách nhiệm của cái cửa hàng thuốc đấy. Thế thì khi các khách hàng người ta tiếp nhận được cái thuốc ấy, người ta thể gọi điện này, có thể bằng các cái phương tiện để người ta trao đổi lại cho rõ hơn, cho kỹ hơn. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dược theo hình thức online phải tuân thủ pháp luật về giao dịch điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo mật thông tin của người mua, công khai chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy đăng ký lưu hành, bao bì thương phẩm. Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành khác của miền Bắc vừa trải qua nhiều ngày rét đậm liên tiếp rồi lại tăng nhiệt nhanh, dao động trong khoảng từ 26 đến 30 độ. Tuy nhiên, theo dự báo, từ ngày hôm nay thì lại đón đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa rét. Thời tiết nóng lạnh thất thường kết hợp với tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài trong những ngày qua đã khiến cho sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai những ngày gần đây luôn trong tình trạng chật kín bệnh nhân điều trị. Theo chia sẻ của các bác sĩ, có ngày cao điểm lên tới 40 ca nhập viện, tăng gấp đôi so với thường lệ. Thời gian gần đây khi mà trời nó lạnh, lạnh nhiều và thay đổi thời tiết, có những mấy hôm thì rất là nóng xong lại lạnh, thì các cái loại virus đường hô hấp nó được dịp hoành hành. Cái bệnh lý hô hấp thì nó liên quan rất là nhiều đến môi trường, đến thời tiết, đến không khí, bởi vì mình hít thở ngay vào đường hô hấp mà. Vì thế cho nên những cái người mà có bệnh hô hấp mãn tính, ví dụ như là bệnh hen hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là bệnh giãn phế quản thì là những cái người mà rất là dễ bị ảnh hưởng. Người cao tuổi với hệ miễn dịch không được đảm bảo là nhóm đối tượng dễ bị tác động do thời tiết thay đổi thất thường. Nhiều trường hợp có bệnh lý hô hấp do trở nặng đã phải hỗ trợ thêm máy thở để điều trị. Ông năm nay là phát hiện ra bệnh phổi tắc nghẽn này là 11 năm. Trước Tết thì bác có nhập viện rồi và được ra viện vào ngày 7 âm. Sau đó thì về nhà thì có những cái biểu hiện bất thường thì gia đình lại đưa ông lên viện nhập lại. Ví dụ như là trường hợp mà trời mà đang lạnh mà nắng lên là ông cũng bị ảnh hưởng, có nguy cơ bị đợt cấp nhiều hơn. Bệnh tật này thì nó dai dẳng lắm, mà nó càng ngày nó càng nặng. Trước kia thì nói chung mình còn khỏe hơn, thì nó cũng khá hơn. Đến bây giờ sức yếu hơn, thì thời tiết như thế này thì lại càng mệt hơn. Dự báo trong những ngày tới, tình trạng nóng lạnh thất thường vẫn có thể xảy ra khi không khí lạnh tiếp tục tác động khu vực miền Bắc nước ta.
Đặc biệt, một số ngày có sương mù dày về đêm và sáng, làm giảm khuếch tán của không khí, khiến các chất ô nhiễm quẩn quanh ở tầm thấp hoặc không được rửa trôi. Như thống kê thì giai đoạn khoảng 10 đến 15 gần đây thì ít có cái đợt rét đậm, rét hại diện rộng nào mà kéo dài từ tháng 2 đến kéo dài cả tháng 3 mà kéo dài đến 7 đến 8 ngày như vậy. Sau ngày 2 tháng 3 thì cái nền nhiệt của các tỉnh miền Bắc nó ấm dần, còn xu hướng một cái nền chung từ nay đến cuối tháng 3 thì vẫn có những cái đợt không khí lạnh nhưng mà ít có khả năng có xuất hiện những cái đợt mạnh mà có khả năng gây rét đậm, rét hại kéo dài như vừa qua. Thay đổi thời tiết đột ngột có thể khiến cơ thể không kịp thích nghi, dễ gây ra các bệnh về hô hấp. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo nên có chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, bảo đảm vệ sinh cơ thể, đặc biệt là vùng tai mũi họng. Bên cạnh đó, hạn chế ra ngoài vào đêm và sáng sớm khi không cần thiết. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm về nhiều tội danh khác nhau. Hội đồng xét xử do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa án Hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thẩm vấn nhóm các bị cáo là lãnh đạo các công ty thẩm định giá. Được thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Trần Văn Nhị khai mình là người môi giới thẩm định giá tài sản của SCB với công ty thẩm định giá Thiên Phú. Nhị đã gửi hai hồ sơ dự án địa chỉ 100 Hùng Vương và dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ cho Trần Thị Kim Ngân, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú và đã đưa cho Ngân 600 triệu đồng. Theo đó, hai chứng thư này đều ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để SCB đưa vào hợp thức hồ sơ để thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho 65 khoản vay, rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng. Nội dung về hồ sơ là trao đổi với Bùi Ngọc Sơn. Trả lời đối chứng lời khai, bị cáo Sơn khai cũng không nhớ số lượng hồ sơ, chỉ nhớ Trần Thị Mỹ Dung nhờ đưa hồ sơ cho Trần Văn Nghị, còn các nội dung về ngày và giá trị giá đã được Dung trao đổi trước với Nghị. Tổng dư nợ các khoản vay tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 127.000 tỷ đồng. Hành vi của Trần Văn Nghị đã gây thiệt hại cho SCB 110.000 tỷ. Vào khoảng 6 giờ sáng nay tại km 4+500 cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận của xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, một xe tải chở trái cây lưu thông theo hướng Nam Bắc bất ngờ bị lật chắn ngang đường khiến cho tuyến cao tốc này ách tắc nhiều giờ liền. Vụ tai nạn cũng đã khiến cho tài xế bị thương, hàng chục phương tiện đang lưu thông trên tuyến phải dừng lại. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, chiếc xe tải bị lật cùng với hàng hóa đã được di rời khỏi hiện trường, đường cao tốc Cam Lộ La Sơn thông tuyến trở lại. Thông tin từ lực lượng chức năng, hiện trạng tuyến tại vị trí xảy ra tai nạn có hệ thống biển báo, vạch sơn rõ ràng, mặt đường êm thuận. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn tại Quảng Trị, khi đó có trời mưa. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang chủ trì soạn thảo Nghị định 10 về điều kiện kinh doanh vận tải xe khách bằng xe ô tô. Trong đó, trọng tâm là siết các quy định về xe khách hợp đồng liên quan đến số lượng chuyến xuất bến trùng lặp trong tháng, điểm đi, điểm đến, hợp đồng với hành khách nhằm chấn chỉnh tình trạng xe hợp đồng trá hình. Liệu đây có phải giải pháp để quản lý loại hình kinh doanh vận tải này một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới? Anh Linh là một trong số nhiều người dân thường chọn xe tiện chuyến hoặc xe hợp đồng đưa đón tận nhà để di chuyển từ các tỉnh lên Hà Nội. Thay vì được ra bến thì tôi quyết định là chọn gọi và đợi người ta đem đón. Tôi cảm thấy dịch vụ khá là ok và nó tốt hơn xe khách ở ngoài vì số lượng khách nó ít và mình không phải chen lấn. Còn tại các bến xe tuyến cố định luôn rơi vào tình trạng xuất bến leo tèo vài khách. Tiện lợi hơn là khách người ta sẽ không di chuyển vào bến mà nó sẽ đợi ở ngoài, nó tiện hơn rất là nhiều. Trong 10 năm qua, Bộ Giao thông Vận tải đã liên tục ban hành và sửa đổi các quy định điều kiện kinh doanh vận tải nhưng chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Với đề xuất dựa vào các thông số, số lượng chuyến xuất bến, trùng lập trong tháng, điểm đi, điểm đến, hợp đồng với hành khách, lần này cũng được cho là chưa thật sự giải quyết tận gốc vấn đề. Theo các chuyên gia, cơ quan chức năng có thể để doanh nghiệp đón khách tại các địa điểm đảm bảo an toàn được đăng ký với cơ quan quản lý giống như bến ảo. Quản lý được tất cả những cái vị trí mà các cái xe hợp đồng này muốn đón, báo hẳn với cơ quan nhà nước những vị trí chúng tôi đón là thế này. Đấy, và những cái vị trí đấy là những vị trí xác định là đã an toàn rồi. Đấy, nếu cần thiết thì cái việc mà người ta báo thì phải cơ quan quản lý phải đến kiểm tra xem có thể đảm bảo an toàn giao thông không. Và các cái bến bây giờ cái vị trí chỉ là những cái vị trí đón trả khách mà thôi, chứ không còn cái khái niệm mà bến bãi mà chúng ta tập trung đông người chờ hàng 1-2 tiếng đồng hồ mới được lên xe.
Hiện nhiều nước trên thế giới đã cho các doanh nghiệp vận tải tự chủ động xây dựng các điểm dừng đón trả khách trên lộ trình di chuyển của mình, giống như một bến ảo, chỉ là nơi xuất phát và kết thúc chuyến đi. Dù nhỏ thôi nhưng nó phải có điều kiện nhất định về an toàn, về cái chỗ là một bến xe thì phải có chỗ đường đi đến, đường đi đường đến. Thế thì lại phải có quy định để thực hiện được thì phải đi có một cái đề án nghiên cứu rất là cụ thể. Trong đó là nêu rõ rằng từ các yêu cầu từ bến xe như thế nào, về phần mềm phải quản lý những gì. Bến xe ảo là khái niệm hoàn toàn mới, nhưng theo các chuyên gia phân tích, đây là giải pháp hữu hiệu trong việc xử lý, ngăn chặn sự nở rộ của loại hình xe hợp đồng. Vừa thuận lợi cho hành khách, vừa giúp cơ quan quản lý nhà nước loại bỏ các hoạt động kinh doanh vận tải trái phép. Việc tồn tại số lượng lớn tàu cá 3-0 đang là hạn chế rất lớn của ngành thủy sản Việt Nam trong quản lý và giám sát hoạt động của tàu cá. Đây cũng là trọng điểm mà đoàn thanh tra của EC nhấn mạnh sau đợt thanh tra khai thác IUU vừa qua lần thứ tư. Để tháo gỡ vấn đề này thì hiện các tỉnh thành trong cả nước cũng đang tiến hành tổng rà soát. Riêng với tỉnh Bình Thuận đã cho ngư dân đăng ký tạm thời đối với các tàu cá 3-0. Thưa quý vị, phía đằng sau tôi là những cái con thuyền 3-0, tức là không có đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác thủy sản. Hầu hết những cái con thuyền này là hoạt động chui. Trên tỉnh Bình Thuận thì ghi nhận hơn 1.900 trường hợp những cái con tàu như thế này. Và trong thời điểm hiện nay thì tỉnh Bình Thuận đang tiến hành rà soát, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận tạm thời cho những cái con tàu 3-0 như thế này. Tại bến neo đậu tàu thuyền Ba Đăng thuộc xã Tân Hải, thị xã La Di, những con tàu không số hiệu của ngư dân được các cán bộ đăng kiểm thuộc Chi cục Thủy sản Bình Thuận cùng chính quyền địa phương đo đạc làm thủ tục đăng ký tạm thời. Được đăng ký tạm thời, nhiều ngư dân hết sức phấn khởi vì nhiều năm qua hầu hết họ đều hoạt động chui trên biển. Cái tàu thì đóng cách đây 3 năm rồi, nhưng mà thời điểm đi chui đó cũng là chưa có nghe nó cái xuồng nhỏ, không có làm giấy làm tờ cho nên đi. Thì bây giờ có anh em làm giấy làm tờ, có đăng kiểm thì cũng làm đi cho nó thông thả. Lúc đó em mua là xuồng đập trị giá là 85 triệu. Giờ tụi em bữa nay mà đăng ký được có giấy phép khai thác đồ, tụi em cũng yên tâm. Không chỉ tại La Di, Chi cục Thủy sản Bình Thuận phối hợp cùng các địa phương lượng tàu không số cao tại Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết và Phú Quý tiến hành hướng dẫn ngư dân làm thủ tục đăng ký. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 2.000 tàu cá trên toàn tỉnh Bình Thuận được làm thủ tục đăng ký tạm thời. Trên địa bàn xã là 89 chiếc, thì hiện nay là đang tiến hành rà soát đợt đầu tiên và ngày hôm qua là triển khai được 32 chiếc. Thì ngày nay dự kiến sẽ thực hiện khoảng 50 chiếc nữa. Khi mà bà con đã được cấp đăng ký, thì thứ nhất là bà con được cái quyền sở hữu về hợp pháp một cách một hợp pháp về tàu cá, và được đảm bảo cái an toàn khi hoạt động trên biển và được tham gia vấn đề về bảo hiểm về tai nạn tàu cũng như về con người khi hoạt động trên biển. Hiện cả nước có 15.198 tàu cá 3-0. Đến thời điểm hiện tại, Bình Thuận đang là tỉnh đầu tiên tiên phong đăng ký tạm thời cho các tàu cá 3-0 để chuẩn bị cho bước đăng ký chính thức theo quy định pháp luật sau khi thông tư mới có hiệu lực thi hành. Đây cũng là nỗ lực của Bình Thuận trong việc chống khai thác IUU, khắc phục khuyến nghị của EC trong công tác quản lý đội tàu cá nhằm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thời gian qua, tình trạng livestream quảng cáo tràn lan bán thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng xã hội đã nhiều lần được phản ánh, nhưng vấn nạn này vẫn diễn biến phức tạp do việc bán thuốc online chưa có. Thời tiết nóng lạnh thất thường kết hợp với tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài trong những ngày qua đã khiến sức khỏe người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thưa quý vị, vào sáng nay giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt giá vàng nhẫn tròn trơn 24K, tức là 4 số 9, đã chính thức lập đỉnh mới, vượt mốc 69 triệu đồng một lượng ở nhiều cửa hàng. Cụ thể thì tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn 24K được niêm yết ở mức 67,83 đến 69,03 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng so với ngày hôm qua. Tập đoàn Doji cũng đã nâng giá vàng nhẫn tròn lên sát mốc này, niêm yết ở mức 67,70 đến 68,95 triệu đồng một lượng. Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn trơn ở mức thấp hơn nhưng cũng đang là mức cao nhất từ trước đến nay ở hai doanh nghiệp này. Hiện giá mua vào là khoảng 67 triệu đồng một lượng và giá bán ra
là 68,4 đến 68,5 triệu đồng một lượng. Như vậy, những nhà đầu tư mua vàng vào ngày vía thần tài cách đây 3 tuần mà bán ra ở thời điểm này đều có lãi. Trong đó thì người mua nhẫn vàng trơn 24K có lãi khoảng 2 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cho biết vừa phối hợp với đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu đeo trái phép trên vùng biển Tây Nam. Trước đó vào ngày 5 tháng 3, tại vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tiến hành kiểm tra tàu TG-91387TS. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên do ông Võ Văn Tiên sinh năm 1978, quê ở Cà Mau làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Tiên thì tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu đeo, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.